Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ Vietnamnet, tại dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, các đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định mọi giao dịch bất động sản phải qua ngân hàng để chống tham nhũng, trốn thuế. Luật kinh doanh bất động sản được ban hành năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2015. Sau gần 8 năm triển khai thực hiện luật kinh doanh bất động sản năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, bên cạnh những kết quả đạt được thì pháp luật về kinh doanh bất động sản cũng đã xuất hiện những tồn tại, hạn chế cần được sửa đổi bổ sung. Quy định hiện nay không bắt buộc việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản phải thanh toán qua ngân hàng. Theo các đại biểu, việc này khiến xuất hiện tình trạng trốn thuế, phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong giao dịch. Vừa qua, khi thảo luận một số điều còn ý kiến khác nhau tại dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất khi sửa luật lần này, nhà nước cần đưa ra chính sách bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt với giao dịch bất động sản, đảm bảo mục tiêu phòng chống tham nhũng. Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 diễn ra vào ngày 31 tháng 10, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường, đại biểu Quốc hội Đoàn Quảng Bình kiến nghị khi sửa luật lần này, nhà nước cần đưa ra chính sách bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt với giao dịch bất động sản để đảm bảo thực hiện mục tiêu phòng chống tham nhũng tiêu cực. Với những giao dịch lớn như các giao dịch bất động sản, thì nhà nước cần thực hiện chính sách bắt buộc, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp nêu ý kiến. Đồng quan điểm, ông Trịnh Xuân An, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh, đại biểu Quốc hội Đoàn Đồng Nai cũng đề nghị tất cả giao dịch bất động sản cần thanh toán qua ngân hàng, không chỉ riêng phần của chủ doanh nghiệp, chủ đầu tư, tức là mọi giao dịch mua bán, chuyển nhượng hay cho thuê giữa các cá nhân nhưng có tính chất kinh doanh cũng bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng. Chúng ta đã tiến được một bước tiến đáng kể thực hiện giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt. Tôi đề nghị phải cách mạng thêm, ông An nêu. Trước đó, phát biểu tại thảo luận về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi tại kỳ họp thứ 5 diễn ra vào chiều ngày 23 tháng 6, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Thịnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang cho rằng dự thảo luật nên quy định phương thức thanh toán dịch vụ bất động sản là phải chuyển khoản qua ngân hàng, bởi việc này thực hiện không khó. Việc thanh toán qua ngân hàng trong nền kinh tế đã phổ biến và tiện dụng. Bên cạnh đó, theo đại biểu Thịnh, đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 đã được Chính phủ ban hành, trong đó nêu việc thay đổi các văn bản pháp luật quy định theo hướng thanh toán không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực có giá trị giao dịch lớn như bất động sản. Chính phủ và các địa phương cũng đã quy định và thực hiện được việc thanh toán không dùng tiền mặt với phạm vi toàn quốc, với việc thu học phí các bậc học phổ thông, thu phí dịch vụ vệ sinh môi trường, tiền điện, nước sinh hoạt, đại biểu Thịnh nêu. Do đó, đại biểu Thịnh cho rằng không lý do gì để giải thích khi không quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với giao dịch bất động sản. Ngoài ra, quy định thanh toán qua ngân hàng còn là một hình thức bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan khi có tranh chấp xảy ra. Vì thực tế, khi giao dịch bất động sản không qua sàn, tức chỉ có hợp đồng chuyển nhượng được công chứng viên chứng thực, nên vẫn xảy ra rủi ro cho cả hai bên khi có tranh chấp. Vì vậy, dữ liệu thanh toán qua ngân hàng sẽ là một tài liệu quan trọng để xác định trách nhiệm và nghĩa vụ các bên liên quan khi có tranh chấp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất xảy ra. Đặc biệt, việc quy định thanh toán qua ngân hàng còn góp phần chống thất thu thuế một cách hiệu quả khi giá trị giao dịch bất động sản lớn, ông Thịnh cho hay. Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, hiện nay, tiền mặt được giao dịch tự do, nhiều người mang hàng vali tiền mặt đi mua bất động sản mà không bị kiểm soát. Tuy nhiên, không ai biết những đồng tiền đó được lấy từ đâu ra, là tiền hợp pháp hay phi pháp. Khi nguồn tiền bẩn mang đi đầu tư bất động sản sẽ được rửa thành tiền sạch, hợp pháp. Ông Hiếu cho rằng khi thực hiện thanh toán mua bán bất động sản qua ngân hàng, cơ quan an ninh tiền tệ có thể truy xuất nguồn gốc, dòng tiền, phát hiện hiện tượng rửa tiền đối với những giao dịch bất thường. Thậm chí những đồng tiền bẩn có thể không tiêu được nếu ngân hàng yêu cầu khai báo nguồn gốc khi chuyển tiền vào ngân hàng. Ông Hiếu cho biết, tại Mỹ, chính quyền không giới hạn hình thức thanh toán bất động sản. Nhưng nếu mua nhà đất sử dụng tiền mặt từ 10.000 đô la Mỹ trở lên, bên bán phải khai báo việc này với cơ quan quản lý. Việc này giúp cơ quan quản lý nắm bắt được nguồn gốc số tiền có thể phục vụ hoạt động điều tra tiền tệ khi cần thiết. Các ngân hàng ở Mỹ liên thông thông tin giúp phát hiện hiện tượng người gửi lách luật, chia nhỏ số tiền để đưa vào ngân hàng ở nhiều chi nhánh khác nhau. Theo lãnh đạo một số doanh nghiệp bất động sản, nhiều cá nhân hay doanh nghiệp có thể không đồng tình với quy định giao dịch phải qua ngân hàng do ảnh hưởng đến trực tiếp lợi ích của họ, nhưng đây là xu thế chung của thế giới. Báo VN Express đưa tin, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HORIA) cho biết, luật tổ chức tín dụng năm 2010 đã cấm các ngân hàng kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, dự thảo luật sửa đổi vẫn nêu một số trường hợp ngoại lệ như ngân hàng được mua, đầu tư bất động sản làm trụ sở kinh doanh, kho tàng và được phép cho thuê một phần diện tích chưa sử dụng hết.
Theo ông Châu, kẽ hở này bật đèn xanh cho tình trạng các ngân hàng đua nhau mở rộng mạng lưới chi nhánh, cơ sở kho tàng để kinh doanh bất động sản. Nhiều ngân hàng sẽ cắt tòa cao ốc văn phòng hoành tráng để vừa làm trụ sở, vừa cho thuê mặt bằng, ông Châu nói. Bên cạnh đó, luật các tổ chức tín dụng 2010 cho phép ngân hàng nắm giữ bất động sản liên quan việc xử lý nợ vay trong 3 năm mới, phải bán hoặc mua lại. Horia cho rằng quy định này tạo dư địa để ngân hàng kinh doanh bất động sản không khác một công ty địa ốc chuyên nghiệp. Hiện nay, dự thảo luật lại tăng thời hạn cho phép giữ bất động sản lên 5 năm, càng rộng đường cho ngân hàng kinh doanh địa ốc, ông nhìn nhận. Horia kiến nghị sửa đổi các quy định không phù hợp và thiếu đồng nhất trên. Cụ thể, ngân hàng nhà nước cần quản lý chặt chẽ tình trạng các ngân hàng mở rộng mạng lưới, trụ sở, chi nhánh, kho tàng để kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, thời hạn cho phép giữ bất động sản nên giữ như luật cũ là 3 năm thay vì 5 năm như dự thảo luật. Hiệp hội cũng đề nghị bổ sung quy định doanh thu kinh doanh bất động sản không vượt quá 15% tổng doanh thu của tổ chức tín dụng. Kiến nghị của Horia được đưa ra trong bối cảnh nhiều ngân hàng cho thuê tài sản là các tòa nhà hoặc cụm tòa nhà. Ví dụ giữa năm nay, một ngân hàng thương mại cổ phần tại thành phố Hồ Chí Minh đã chào mời cho thuê 8 tòa nhà, cụm tòa nhà diện tích từ 100m² đến hơn 800m² tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh như Bình Phước, Sóc Trăng, An Giang. Một số bất động sản trên cũng được ngân hàng dùng một phần làm phòng giao dịch hoặc chi nhánh. Các chuyên gia cho rằng bản chất hoạt động này là kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, kẽ hở luật khiến ngân hàng vẫn có thể thực hiện được. Thông tin từ báo Dân Trí cho biết, sáng ngày 31 tháng 10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, góp ý về các hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Đại biểu Trình Lam Sinh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đề nghị ban soạn thảo bổ sung thêm quy định về hành vi thao túng, làm nhiễu loạn thị trường bất động sản, quy định rõ các dấu hiệu của việc thao túng làm nhiễu loạn thị trường bất động sản. Bởi lẽ trong thời gian qua, hành vi thao túng đã gây bất ổn định cho thị trường bất động sản và làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đồng quan điểm, đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đề nghị cần tiếp tục được quy định và làm rõ hành vi cấm, thao túng, làm giá đối với thị trường bất động sản. Theo ông An, hành vi thao túng trong thị trường bất động sản nguy hiểm không kém gì hành vi thao túng trong thị trường chứng khoán. Hiện nay, thao túng trong thị trường kinh doanh bất động sản rất tinh vi, tình trạng bong bóng, giá trên trời so với thực tế. Ông An nhấn mạnh và đề nghị cấm hành vi này trong luật và có quy định để loại trừ. Ông An chỉ rõ, việc thao túng thị trường bất động sản không chỉ thông qua việc đấu thầu bỏ giá cao, bỏ cọc, mà còn dùng giá dự án này để kích giá cho dự án khác và tăng mặt bằng giá lên rất cao. Vì đại biểu này cho rằng, nếu không xử lý vấn đề này triệt để thì sẽ tạo thành bong bóng. Vì vậy, cần quy định hành vi cấm thao túng giá trong dự án luật này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.